bên thường phát triển từ rất sớm nhưng lại tiến triển chậm. Theo thời gian có thể làm dính cứng khớp và đốt sống dẫn đến tàn phế. Khi được chẩn đoán viêm cột sống dính khớp, người bệnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, trắc trở và lo lắng. Thấu hiểu niềm trăn trở đó, chúng tôi mang đến chuỗi video viêm cột sống dính khớp. Ta đều biết rằng bệnh lý viêm cột sống dính khớp là một cái bệnh lý mãn tính và cần phải được điều trị lâu dài. Chúng ta thấy rằng việc điều trị bệnh là một quá trình lâu dài và mỗi người bệnh tái khám thì các bác sĩ sẽ cần đánh giá tình trạng bệnh để thay đổi chiến thuật điều trị cho phù hợp với mỗi người bệnh, gia giảm thuốc hay thay đổi thuốc để phù hợp với từng cá thể, giúp cho người bệnh sớm đạt được mục tiêu điều trị. Việc đánh giá đáp ứng điều trị sẽ dựa vào nhiều yếu tố, trong đó bao gồm có chủ quan của người bệnh, chủ quan của bác sĩ hay khách quan bởi các xét nghiệm máu. Ngày nay có nhiều thang điểm để giúp đánh giá các hoạt tính bệnh, ví dụ như BASDAI, ASDAS, và các thang điểm này sẽ được trình bày trong một cái video khác. Chung quy lại, các thang điểm này đều dựa vào mức độ sưng đau khớp của người bệnh, đánh giá của người bệnh về mức độ ảnh hưởng của bệnh khớp lên tình trạng sức khỏe của mình, và các xét nghiệm thể hiện mức độ viêm như máu lắng và CRP. Khi bệnh nhân giảm sưng đau khớp và các chỉ số viêm giảm, thì đó là cái dấu hiệu tốt để cho thấy người bệnh đang đáp ứng tốt với điều trị. Và ngược lại, nếu như chỉ số viêm còn cao, người bệnh còn đau khớp, thì đó là dấu hiệu mà bác sĩ cần phải thay đổi điều trị. Một người bệnh thì có thể có một hoặc nhiều bệnh cùng một lúc. Và rõ ràng khi điều trị cho một người có nhiều bệnh nền sẽ phức tạp hơn và đòi hỏi bác sĩ cần phải cân đo, đong đếm kỹ các cái thuốc cần kê và theo dõi các cái biểu hiện cả trong khớp và lẫn các cái triệu chứng của bệnh nền khác để kê thuốc cho phù hợp và tránh kê các cái thuốc mà chống chỉ định với các bệnh nền khác. Bác sĩ không chỉ tập trung vào việc điều trị mỗi tình trạng đau khớp của người bệnh, mà để tránh kê các cái thuốc chống chỉ định với bệnh nền khác hay làm nặng thêm bệnh lý đi kèm. Ví dụ một số người bệnh có tiền căn loét dạ dày hay xuất huyết tiêu hóa, thì việc sử dụng thuốc kháng viêm non-steroid để làm giảm tình trạng viêm khớp của người bệnh sẽ bị hạn chế. Và ở những cái bệnh nhân này thì chúng ta nên xem xét sử dụng các cái thuốc sinh học sớm thay vì là đi theo con đường truyền thống là mình sẽ kết hợp với một cái thuốc kháng viêm non-steroid và cùng với một cái thuốc đi mạch cổ điển. Để theo dõi trong quá trình điều trị, các bác sĩ sẽ chỉ định một số xét nghiệm cho bạn khi tái khám. Các xét nghiệm đó bao gồm kiểm tra chức năng gan, thận, công thức máu nhằm kiểm tra các thuốc bạn đang sử dụng có gây tăng men gan, suy thận, giảm các dòng tế bào, giảm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu hay không, và các xét nghiệm máu lắng. CRP là những chỉ số đánh giá mức độ viêm, hoạt động của bệnh. Trong thời gian 2 đến 3 tháng đầu, các bác sĩ thường chỉ định xét nghiệm cho bạn mỗi tháng một lần. Nếu đáp ứng tốt và không có tác dụng phụ của thuốc, thì thời gian xét nghiệm sẽ được giãn cách ra, có thể mỗi 2 tháng hoặc 3 đến 4 tháng, tùy theo từng bệnh cụ thể. Nhìn chung khi được điều trị thuốc, thì người bệnh viêm cột sống dính khớp sẽ khỏe hơn so với người không điều trị. Người bệnh sẽ có cơ hội được quay về cuộc sống bình thường. Tuy nhiên thì đây là một bệnh mãn tính và cần phải điều trị duy trì lâu dài bằng các thuốc đi mạch cổ điển hay là đi mạch sinh học để cho tình trạng bệnh được ổn định. Do đó mà làm cho người bệnh sẽ lo ngại về tác dụng phụ của thuốc. Và nhiều nghiên cứu dài hạn theo dõi về tác dụng phụ khi sử dụng thuốc cho thấy những người bệnh sử dụng thuốc chống thấp kéo dài vẫn có một tỷ lệ nhỏ nguy cơ nhiễm trùng nặng hoặc mắc ung thư da, ung thư tạng đặc. Tuy nhiên tỷ lệ này là rất thấp. Và chúng ta cũng cần lưu ý rằng trên một nhóm người bình thường thì vẫn có thể có mắc nguy cơ ung thư hay là nhiễm trùng da ngay cả khi người ta không điều trị bằng các cái thuốc đi mạch này. Và chính vì vậy, xét về mặt lợi ích so với nguy cơ thì rõ ràng nhờ có điều trị thuốc mà những người bệnh viêm cột sống dính khớp có thể tránh được tàn phế, có một cuộc sống chất lượng tốt hơn. Và lợi ích này nó vượt xa so với cái nguy cơ mà thuốc đem lại. Do đó, về vấn đề tác dụng phụ của thuốc, chúng ta nên thận trọng theo dõi hơn là sợ hãi và không dám sử dụng thuốc. Và thận trọng bằng cách là tái khám theo chỉ định của bác sĩ và để ý những cái thay đổi của cơ thể để kịp thời phát hiện ra tác dụng phụ của thuốc. Thay đổi điều trị dựa vào sự trao đổi giữa bác sĩ và bạn. Thông thường điều trị thay đổi khi hoặc tính bệnh còn cao với điều trị hiện tại, các bác sĩ sẽ thảo luận phương pháp điều trị khác để bạn yên tâm tiếp tục theo phác đồ. Hoặc thay đổi khi bạn có nhu cầu mang thai, các bác sĩ sẽ lựa chọn những nhóm thuốc ít ảnh hưởng nhất đến thai nhi, hoặc thay đổi khi các bệnh lý nền diễn tiến nặng. Có chống chỉ định với thuốc hiện tại, hoặc thuốc hiện tại gây tác dụng phụ như tăng men gan, suy thận, v.v.
Chúng ta đều biết rằng việc điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp chỉ mang lại hiệu quả khi tình trạng viêm được kiểm soát. Vì vậy, làm thế nào để bác sĩ biết được hoạt động bệnh và hiệu quả điều trị bệnh? Hiện nay có nhiều công cụ hiệu quả đánh giá tình trạng viêm ở từng bệnh nhân cụ thể. Trong đó, hai thang điểm được sử dụng phổ biến nhất là ASDAS và BASDAI. Nói chung, các thang điểm này được tính toán dựa trên cảm nhận của bệnh nhân, kết hợp với đánh giá của bác sĩ và xét nghiệm đánh giá tình trạng viêm. Thang điểm BASDAI được đánh giá hoàn toàn trên cơ sở cảm nhận của bệnh nhân, nên có ưu điểm là không cần xét nghiệm. Bệnh nhân có thể tự thực hiện với sự chỉ dẫn của bác sĩ, thực hiện ở mỗi lần tái khám. Trong khi đó, thang điểm ASDAS tương đối khách quan hơn, do ngoài đánh giá của người bệnh, còn có thêm xét nghiệm đánh giá tình trạng viêm. Tuy nhiên, sẽ không thể thực hiện được ở mỗi lần nếu không có xét nghiệm máu. Do đó, thang điểm này có thể làm mỗi 3 tháng. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tự đánh giá mức độ viêm của bệnh bằng cách sử dụng thang điểm BASDAI. Bạn có thể tự đánh giá thang điểm này tại nhà trước khi đến khám hoặc trong lúc ngồi chờ đến lượt mình được khám để giảm thời gian thăm khám. Qua đó, có thêm thời gian để chia sẻ với bác sĩ những khó khăn, những triệu chứng của mình. Bộ câu hỏi BASDAI gồm tổng cộng 6 câu hỏi, sẽ mất của bạn không quá 5 phút để tự đánh giá nếu đã quen thuộc. Mỗi câu hỏi đòi hỏi bạn đưa ra một điểm số để đánh giá một triệu chứng nào đó, theo nguyên tắc 0 điểm là tương đương người không có bệnh và 10 điểm là tình trạng triệu chứng nặng nề nhất. Bạn chỉ cần nhớ lại triệu chứng trong vòng một tuần lễ vừa qua là đủ. Câu hỏi số 1 hỏi về tình trạng mệt mỏi, uể oải, cảm thấy không còn sức hoạt động. Bác sĩ sẽ yêu cầu bạn cho một điểm số từ 0 đến 10. Câu hỏi số 2 hỏi về tình trạng đau của các khớp trục. Các khớp này bao gồm cột sống cổ, cột sống thắt lưng và vùng hông. Bạn hãy nhớ lại mức độ đau trung bình trong tuần vừa qua của toàn bộ các vùng trên và cho một điểm số. Câu hỏi số 3 hỏi về tình trạng sưng đau các khớp tay, chân mà không tính vùng hông. Tương tự, bạn hãy cho một điểm số. Câu hỏi số 4 hỏi về tình trạng viêm các gân. Tình trạng viêm gân hay gặp nhất ở vùng gót chân. Ngoài ra, còn có thể gặp ở vùng quanh gối, quanh khuỷu. Đặc điểm của tình trạng viêm gân là không gây viêm khớp nhưng sẽ gây đau theo điểm. Và tại các điểm đó, khi bạn ấn vào, sẽ cảm thấy đau và chói hơn là những vùng khác. Câu hỏi số 5 và số 6 hỏi về tình trạng cứng cột sống và cứng khớp ở tay chân sau một đêm ngủ thức dậy. Trong đó câu số 5 hỏi về mức độ cứng, còn câu số 6 cần bạn ước lượng thời gian cứng, nghĩa là thời gian từ lúc bạn thức dậy đến lúc khớp của bạn có thể cử động được tốt nhất. Câu số 6 sẽ chia vùng thời gian theo điểm số từ 0 đến 10, trong đó 0 là 0 phút, 10 là 120 phút. Nếu bạn bị cứng kéo dài hơn 120 phút thì bạn hãy chọn điểm 10. Sau khi đã hoàn thành câu hỏi BASDAI, bạn có thể tự đánh giá mức độ viêm của mình bằng cách làm phép tính dựa trên điểm số của các câu hỏi như sau. BASDAI bằng câu 5 cộng câu 6 chia 2, sau đó cộng với câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, lấy tổng chia cho 5. Nếu điểm số dưới 4 thì chúc mừng bạn, tình trạng bệnh của bạn đang được kiểm soát tốt. Ngoài ra, bạn cũng có thể tính điểm số BASDAI giữa hai lần khám bệnh. Nếu điểm BASDAI lần sau thấp hơn lần trước, lớn hơn hoặc bằng 2 điểm, thì có nghĩa là phương pháp điều trị đang có hiệu quả tốt. Với thang điểm ASDAS, dựa vào kết quả câu hỏi 2, 3, 5 và thêm đánh giá của bạn về mức độ hoạt động của bệnh. Tương tự như những câu hỏi trên, bạn hãy cho điểm số từ 0 đến 10, cùng với kết quả xét nghiệm CRP hoặc máu lắng ngay trong lần khám đó. Điểm số ASDAS sẽ được bác sĩ tính toán và trao đổi với bạn về ý nghĩa của ASDAS trong suốt quá trình điều trị. Nếu điểm số ASDAS giữa hai lần khám và lần sau nhỏ hơn lần trước trên 1,1 điểm thì có nghĩa là bạn đang đáp ứng với trị liệu hiện tại. Nếu sự thay đổi lớn hơn 2 điểm, chúc mừng bạn vì bạn đã có một sự thay đổi rất đáng kể về triệu chứng cũng như giảm thiểu nguy cơ dính khớp về sau. Thông thường, các bác sĩ sẽ đặt mục tiêu điều trị là đưa điểm số ASDAS của bạn về dưới 2.1 và duy trì sự ổn định này ít nhất 6 tháng trước khi có sự thay đổi chiến thuật điều trị nhằm đảm bảo kiểm soát tình trạng bệnh và ngăn ngừa các biến chứng lâu dài như dính, cứng khớp. Bạn cũng có thể tự tính các chỉ số ASDAS hay BASDAI này trên ứng dụng ASAS và tự theo dõi các chỉ số của chính mình. Câu hỏi là làm sao để có thể giảm đau và cải thiện triệu chứng ở trong viêm cột sống dính khớp? Có rất nhiều cách để giúp cải thiện giảm đau và cứng khớp ở trong viêm cột sống dính khớp. Các bác sĩ sẽ trao đổi với bạn về các biện pháp điều trị dùng thuốc. Song song đó là các bài tập vận động
những cái biện pháp thay đổi lối sống để từ đó có thể kiểm soát được triệu chứng bệnh và cải thiện được chất lượng cuộc sống của người bệnh. Các bác sĩ kê toa các thuốc kháng viêm, cân nhắc điều trị thuốc sinh học và tư vấn các bài tập vận động. Nên tái khám theo hẹn và sử dụng đúng liều lượng các thuốc được kê toa. Nếu bạn thấy hướng dẫn dùng thuốc hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về tình trạng bệnh hoặc thuốc sử dụng, nên trao đổi lại với bác sĩ để làm rõ các vấn đề này. Nhiều bệnh nhân tự ý ngưng điều trị khi tình trạng bệnh cải thiện. Đây là một lỗi sai thường gặp. Điều trị viêm cột sống dính khớp chủ yếu để kiểm soát triệu chứng, chứ không giúp khỏi bệnh. Vì vậy, điều trị liên tục là cần thiết, không được tự ý ngưng thuốc nếu không có ý kiến của bác sĩ. Người bệnh cần tái khám và theo dõi định kỳ để các bác sĩ có thể theo dõi diễn tiến bệnh, đánh giá đáp ứng điều trị và các tác dụng phụ của các thuốc. Tập thể dục mang lại lợi ích cho tất cả bệnh nhân, kể cả viêm cột sống dính khớp. Các bài tập về kéo giãn, sức cơ có thể giúp giảm đau, mệt mỏi, cải thiện tầm vận động và giúp tinh thần thoải mái. Các thực phẩm giàu chất chống viêm và đạm có thể giúp giảm viêm và giảm đau. Ngoài ra, chế độ ăn còn giúp duy trì cân nặng hợp lý.